Bỏ luôn cô. Không, cái đó 1 ký là 80 á. Ký 80. Cái gì này? Mua 1 ký 50 đi. Bán mấy ký? Thôi 1 ký 50 đi, mua 1 ký nhá. Nhiều đắt thế. Cái gì trời? Có nên mua không đây? Không biết loại gì đây trời. Chọn mua đi. Anh Khánh mua về chồng anh Khánh. Loại cũng không có loại gì là đặc biệt hết. Lựa mua 1 ký vậy. Loại cho nó hấp dẫn. Nhìn được một loại chứ mấy. Nhá. Không biết loại gì ấy. Khủng. Gấp mình. Đây hoàn đây, hoàn đây, hoàn ở đây. Cái này không nhỉ? 50 một ký nha cô. Cái gì 80 đó. Hoa này là 60 này, còn hoa này đúng 80 này. Hoa này 60, hoa này 80, hoa này xưa trăm.